Xin chào mọi người, mình là Komi Duy và Duy rất là hân hạnh khi đang có mặt tại. Xin chào tất cả các bạn độc giả của We Cho. Duy đang rất là may mắn và cảm giác rất là hồi hộp khi là may mắn giành được một cái giải thưởng, đó chính là We Cho Award GQC. It's my honor. Thật ra là mặc dù là đi Fashion Week cũng nhiều, đi những cái sự kiện lớn cũng nhiều, nhưng mà cái cảm giác này nó rất là đặc biệt, nó không thể mô tả bằng lời được. Và Duy cũng rất là mắc cỡ, tức là thật lúc bước lên cũng không dám nhìn mọi người, chờ cho tới lúc mà cầm cái cúp và giơ lên thì biết phải ghi hình thì cố gắng nhìn mọi người, nhưng mà lúc đó rất là mắc cỡ bên trong, không hiểu tại sao rất là mắc cỡ. Với anh dám đam mê dám được rõ, tức là mình phải cố gắng mình xây dựng được cái cuộc sống của mình mà bảo đảm về mặt tài chính, về mặt tri thức, về mọi những cái nền tảng cơ bản nhất của xã hội để mình có thể tự tin làm những cái điều mình muốn, mình đang suy nghĩ, mình đang thử thách, mình đang ngại ngùng mỗi tối không dám làm nó, và mình sẵn sàng làm nó bất chấp, bằng tất cả đam mê, bằng tất cả thời gian, bằng tất cả tri thức, để có thể giành được một cái điều gì đó cho ngành hàng của mình, cho dịch vụ, cho cái điều mà mình đam mê, mình theo đuổi. Thì đó chính là dám đam mê và dám rực rỡ. Rực rỡ là chắc chắn là rực rỡ all the time rồi, nhưng mà dám đam mê thì Duy tin chắc rằng là Duy đã dám đam mê ở ngành này từ 6 năm trước. Và cái việc mà được công nhận hôm nay như một cái thiểu số trong tập thể thì Duy rất là biết ơn luôn. Bởi vì cái giải thưởng của Duy nó không chỉ minh chứng cho mỗi mình Duy, mà nó là còn một tập thể tất cả các bạn QC trên toàn Việt Nam, những cái người mà đang theo đuổi những cái nghề về live stream, về bán hàng, về review. Và Duy rất là tự hào khi mình là một trong những người đầu tiên giành được cái giải thưởng này. Anh rất là quan tâm về cái hạng mục là Gen G mà The Face, tức là cái gương mặt Gen G của năm. Bởi vì trong đó có rất là nhiều những người bạn thân mình ngoài như là May Trang, nên là Duy rất là kiểu thích cái giải đó. Và tới lúc mà Duy thấy công bố thì cũng là một người rất là xứng đáng, mặc dù là bạn Duy không được, nhưng mà Duy thấy vẫn rất là xứng đáng, bởi vì tất cả những gương mặt trong đó đã inspire cho Duy rất là nhiều trong suốt quá trình và làm nội dung. Thật ra thì dự định thì cũng hơi Duy nghĩ là có một trong những cái giải thưởng mà Duy cũng rất là ước ao mình có thể inspire được cho cộng đồng fan của mình, đó chính là mang hình ảnh của Việt Nam ra global. Và Duy cũng cố gắng trong năm sau mình sẽ có cơ hội xuất hiện tại nhiều hơn những trong tuần lễ thời trang, hoặc là những cái phiên live stream rất là lớn tại những cái quốc gia khác ngoại trừ châu Á, như là châu Âu chẳng hạn. Và Duy rất là mong chờ cho năm 2024 của mình cũng dám đam mê, dám rực rỡ như năm 2023. Cái này thì thật ra cũng hơi ấp é ha. Thì thật ra là câu hỏi này khó quá, mình xin phép hơi mắc cỡ, nhưng mà bản thân Duy thì cái việc mà Duy có mặt ở đây thì tất nhiên là phải có rất là nhiều những người bạn thân, những anh chị em support Duy trong suốt quá trình làm nghề, và đó cũng là một người rất là đặc biệt đối với Duy. Thì Duy cảm ơn cái hành trình này đã có người đó. Duy rất là biết ơn tất cả các hành trình mà ngày đầu tiên Duy đã quyết định là bấm máy ở trên YouTube. Và đầu tiên là Duy rất là muốn gửi lời cảm ơn đến gia đình, đến những người thâm mộ, những người là luôn rất là tin tưởng Duy, sẵn sàng thức tới 1-2 giờ đêm để mua những cái sản phẩm trên livestream của Duy, hay là ủng hộ trong tất cả những viral clip về Fashion Week của Duy. Và Duy tin chắc rằng trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Duy sẽ cố gắng giữ được vị thế nghề nghiệp, cũng như là làm một cách nó chăm chỉ hơn, nó chăm chút hơn, và cống hiến nhiều hơn cho cả cộng đồng nghề và cho những bạn mà theo dõi luôn ủng hộ mình trong suốt hơn 6 năm qua.